Chào anh chị, em là Đức Thắng, kỹ sư ứng dụng của Avantech Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về giải pháp truyền thông bằng công nghệ EtherCAT, ở clip này em sẽ vận hành bộ demo AMAC 5580 để truyền nhận dữ liệu bằng công nghệ EtherCAT. Trước khi vận hành, em xin giới thiệu tổng quan các thiết bị và cấu trúc của bộ demo. Ở vị trí tem đây là AMAC 5580. Đây là bộ điều khiển PAC với sự kết hợp hoàn hảo của những ưu điểm của POC và PC ứng dụng trong việc tích hợp IoT trong ngành tự động hóa. Thiết bị AMAC 5580 trên bộ demo là sử dụng loại chip CPU Intel Xeon 3955U, RAM 4GB, ổ cứng 64GB và chạy trên hệ điều hành Windows 10. Thiết bị AMAC 5580 cũng có một số các I/O interface như trên PC thông thường, ví dụ như là cổng COM, các cổng xuất ra màn hình VGA và HDMI. Ngoài ra là có các cổng LAN và cổng USB. Ở bên trái và phải của thiết bị AMAC 5580 thì có các khe mở rộng PCI để người dùng có thể mở rộng thêm các module khác, ví dụ như là ở đây em đang sử dụng AMAC 5580E để mở rộng khe cắm SIM và việc tháo lắp thì vô cùng dễ dàng. Ở bên phải của AMAC 5580 thì em đang sử dụng module mở rộng EtherCAT AMAC 5079. Chi tiết về thiết bị thì anh chị có thể xem thêm trên trang chủ của Avantech. Thiết bị AMAC 5580 có chức năng như một bộ điều khiển trung tâm để thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị trường. Dữ liệu từ các thiết bị trường thì được lấy từ các module I/O khác. Ví dụ như ở bộ demo này em đang sử dụng hai module I/O chính là AMAC 5074 và AMAC 4817. Thiết bị AMAC 5580 và module I/O AMAC 5074 và module I/O AMAC 4817 thì được kết nối với nhau bằng theo cấu trúc như là daisy chain và kết nối với nhau, giao tiếp với nhau bằng công nghệ EtherCAT. Các tín hiệu kết nối với module I/O AMAC 5074 thì gồm có hai lớp vận điều chỉnh tín hiệu analog dạng đầu vào, dạng điện áp và dạng dòng điện, cảm biến quang, các đèn báo và hai đồng hồ đo tín hiệu đầu ra dạng analog dạng dòng điện và điện áp. Ở bên phía module I/O AMAC 4817 thì có cảm biến nhiệt độ tín hiệu RTD và kết nối với quạt làm mát. Ngoài ra có hai đèn để hiển thị chế độ làm việc. Cuối cùng là màn hình HMI. Như anh chị có thể thấy, màn hình HMI hiển thị các thông số mà người dùng có thể tự thiết kế. Về nguyên lý vận hành của bộ demo này là khi mà cảm biến quang là có tín hiệu và gửi về bộ điều khiển thì dòng điện và điện áp sẽ được lần lượt xuất ra từ bộ điều khiển. Độ lớn của dòng điện và điện áp thì được điều chỉnh bằng công tắc ở Output Setting. Ở đây em sẽ cài đặt cho dòng điện đưa ra là 100%, điện áp là 50%, và anh chị có thể thấy là khi mà em điều chỉnh độ lớn trên bộ demo thì màn hình HMI sẽ thay đổi tương ứng. Ví dụ như mà trong dây chuyền sản xuất thì khi mà cảm biến quang là phát hiện vật liệu thì bằng công nghệ EtherCAT thì chỉ trong vài giây thì lập tức bộ điều khiển này sẽ đưa ra tín hiệu điều khiển. Ở phía bên này là bộ phận làm mát của hệ thống. Quạt làm mát sẽ được bật ngay khi mà nhiệt độ của máy ở trên mức quy định. Ở đây em sẽ dùng tay để giữ ấm thiết bị cảm biến một lúc. Sau khi cảm biến phát hiện nhiệt độ có sự thay đổi thì quạt bắt đầu quay và đèn báo là quạt đang hoạt động. Giống như các bộ điều khiển PLC khác, thiết bị AMAC 5580 cũng được lập trình bởi ngôn ngữ lập trình PLC theo tiêu chuẩn IEC 611313. Và phần mềm AMAC 5580 sử dụng để lập trình là phần mềm CodeSys. Để hình dung rõ hơn về phần mềm này, sau đây em sẽ sơ một vài thao tác cơ bản với phần mềm. Đây là phần mềm CodeSys. Các bản cài đặt và hướng dẫn chi tiết thì đã được up lên trang chủ của Avantech. Bây giờ em sẽ khởi động phần mềm ở đây. Đây là giao diện của phần mềm CodeSys. Em sẽ mở project của thiết bị AMAC 5580. Đây là chương trình điều khiển được nạp vào thiết bị AMAC 5580. Và chương trình này được viết bởi ngôn ngữ Ladder.
Đây là chương trình điều khiển của AMAX 5580. Về phần hiển thị trên HMI, đây là phần hiển thị. Ngoài ra thì anh chị có thể xem giao diện trên các trang web. Để tạo một project mới, anh chị vào file, chọn new project, chọn standard project, chọn OK. Cửa sổ standard project sẽ hiện lên. Ở mục device, anh chị chọn phiên bản mà thiết bị sử dụng, ví dụ như ở phần thiết bị AMAX 5580 của bộ demo em đang sử dụng phiên bản Advantech Softmotion X86 RTA V3X64. Và phần POC PRG, đây là anh chị chọn ngôn ngữ lập trình mà mình dùng, ví dụ như ở đây thì phần mềm CodeSheet hỗ trợ 5 ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn 61131, và ở đây em chọn ngôn ngữ Ladder. OK, anh chị click tiếp vào mục PLC-PRG. Anh chị có thể thấy phần bên phải của màn hình là cửa sổ toolbox bao gồm các block để anh chị lập trình. Sau đây em sẽ thực hiện một câu lệnh đơn giản. Em sẽ thực hiện một câu lệnh bật tắt một công tắc hành trình. Chương trình thì chương trình không báo lỗi. Ta sẽ nạp chương trình vào thiết bị AMAX 5580. Để nạp được chương trình thì chúng ta phải kết nối được với thiết bị. Đã kết nối với thiết bị thành công. Tôi bắt đầu làm chương trình. Như vậy chương trình đã được làm thành công. Anh chị có thể thử ở đây. Ví dụ như ở đây em sẽ ở trạng thái thì công tắc hành trình cũng tắt, và những cái mở thì công tắc hành trình cũng mở. Vừa rồi là một vài hướng dẫn cơ bản về CodeSheet. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.